Nhiều ngày trở lại đây, Netflix nổi lên như một đề tài nóng bỏng để công chúng tích cực bàn luận trên Internet. Nhưng khác với mọi lần, chẳng có bất cứ chủ thể phim ảnh nào gây bão ở đây cả. Chuyện là khổng lồ giải trí lên YouTube công bố báo cáo về công việc làm ăn trong 3 tháng đầu năm nay cho các nhà đầu tư và thống kê ngay sau đó đã lập tức gây ra một cơn địa chấn. 200.000 thuê bao đã rời đi, cổ phiếu Netflix lao dốc, mất đi 35% giá trị, qua đó khiến cho công ty phải gánh chịu một khoản lỗ khổng lồ. Và điều tồi tệ hơn là nền tảng dự kiến sẽ mất thêm 2 triệu người đăng ký, theo tính toán sơ bộ trong quý 2. So sánh với hiệu suất cùng kỳ năm 2021, Netflix đã bổ sung gần 4 triệu khách hàng mới. Bức tranh này vì thế thể hiện rõ sự suy thoái mạnh mẽ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 12 tháng. Những cú vấp lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, tất cả đã làm dấy lên lo ngại vì bước đầu của thời đại suy vong mà khổng lồ trực tuyến phải đối mặt sau hơn một thập kỷ thống trị. Chạy theo dòng chảy của sự kiện, trong video dưới đây, hãy cùng Listen Z tìm hiểu về câu chuyện của Netflix, từ trọng tâm đến nguyên nhân của vấn đề, qua đó nhìn nhận về bối cảnh hiện tại của cuộc chiến phát trực tuyến đang cực kỳ gắt gao này nhé. Ngọn ngành của câu chuyện nóng hổi này trên thực tế đã diễn ra từ đầu tháng 3 năm nay khi mà Netflix công khai thử nghiệm chặn chia sẻ tài khoản. Tuy nhiên, chế độ một account 5 người dùng thì vẫn không hề bị khai tử khi họ chừa cho nó một con đường sống với sáng kiến hút máu hơn đã được thử nghiệm tại Mỹ Latin. Cụ thể, người xem sẽ phải trả thêm tiền để dùng chung dịch vụ với những người nằm bên ngoài hộ gia đình. Netflix ước tính rằng có khoảng 100 triệu hộ gia đình đang chia sẻ mật khẩu, con số đã chiếm gần phần nửa lượng tài khoản của nền tảng, và nước đi này đã sớm được các nhà phân tích khẳng định về thiệt hại doanh thu. Công ty nghiên cứu thị trường Mortgage đưa ra con số 33% được bù lại về tiềm năng rằng số lượng người dùng sẽ phát triển nhanh cùng lúc đưa giá cổ phiếu trở lại đúng hướng. Không chỉ dừng lại ở đây, ngay sau báo cáo quý 1 gây sốc, Reed Hastings, tổng giám đốc điều hành của Netflix, cũng công khai về chiến lược triển khai hoạt động quảng cáo vào các gói đăng ký có giá thấp. Bối cảnh lúc này sẽ hiểu là chúng ta sẽ không thể lách luật để xé lẻ chi phí, lại còn phải bỏ ra thêm một khoản để tránh rơi vào trạng thái khó chịu như là xem YouTube. Còn nếu bạn vẫn khăng khăng muốn duy trì với chế độ cũ, thì tốt nhất là quay lại thời kỳ cầm đĩa DVD qua nhà bạn bè để xem mà thôi. Netflix đang nỗ lực tìm mọi cách khả thi để vực dậy mảng miếng kinh doanh, chỉ tiếc là cách làm của họ đã và đang gây ra nhiều tranh cãi. Mặc dù cũng cần lưu ý rằng đây chỉ là những vấn đề đã tồn đọng từ quá lâu, khổng lồ trực tuyến luôn nhìn ra hạn chế và đến khi làm căng thì thời điểm của nó không may lại tỏ ra hết sức nhạy cảm. Tất cả những gì phần đông khán giả điện ảnh được nhìn thấy là một vài tiêu đề đính kèm với những con số có thể là dấu hiệu thoái trào của Netflix. Nhưng liệu thống kê chỉ ra sự trồi sụp trong một quý có thể phản ánh bức tranh toàn cảnh hay không? Theo mình, cách tiếp cận này là rất vội vàng và thiếu cơ sở. Cách tốt nhất để chúng ta đánh giá tình hình chắc chắn là nhìn vào màn thể hiện của Netflix đã kéo dài từ hơn một năm trở lại đây. Nhưng tất nhiên, quý 4 của năm 2021 sẽ phải bị loại bỏ bởi đây là chuỗi ngày mà Squid Game trở thành hiện tượng toàn cầu. Và tương tự câu chuyện về Spider-Man No Way Home giúp hồi sinh phòng vé, những gì là dấu ấn của văn hóa đại chúng sẽ khiến mọi sự so sánh trở nên khập khiễng. Về mặt tổng quan, dựa vào hai bảng thống kê, bên trái là doanh thu theo từng năm và nửa còn lại là số lượng người đăng ký. Sẽ thấy rằng Netflix hoàn toàn rất ổn và chẳng có dấu hiệu lao đao nào trước khi trải qua cơn bĩ cực mới đây. Doanh thu chỉ biết đi lên từ năm 2011, chẳng thể tìm ra được bất cứ quý nào bị chững lại. Tương tự xu hướng được thấy ở chỉ số của lượng thuê bao trả phí. Vậy cơn đau đầu rốt cuộc nằm ở đâu? Không quá chênh lệch với hiệu suất của Prime Video, nền tảng cũng tròn 200 triệu người dùng đến khi khép lại năm 2021. Và xem xét về mặt con số, đây là bức tường lớn để Disney Plus có thể nghĩ tới ngày được ngồi chung mâm. Tuy nhiên, so với kẻ bám đuổi thuộc dạng top 2, mức tăng trưởng về mọi mặt của Netflix thú vị là lại không hề tỏ ra vượt trội. Thậm chí còn bị chính nhà chuột bỏ xa ở rất nhiều thời điểm kể từ khi debut vào năm 2019. Hai đường đỏ xanh này là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề chính của Netflix. Khoảng cách với các đối thủ ngày một bị rút ngắn và không sớm thì muộn, chúng sẽ giao nhau nếu cứ tiếp diễn theo chiều hướng này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào chi tiết thông qua biểu đồ về mức độ yêu cầu nội dung vào quý 2 và quý 3 năm ngoái. Thống kê chỉ ra là sự thống trị gần như tuyệt đối của khổng lồ trực tuyến khi nắm gần phân nửa thị phần, bất chấp việc họ không tung ra quá nhiều IP thuộc dạng tầm cỡ. Prime Video, nền tảng cạnh tranh gắt gao nhất, đã tăng giảm giữa hai thời điểm tham chiếu chỉ cỡ khoảng vài phần trăm, nhưng từng đó là đã đủ để vấn đề của Netflix trở nên đáng báo động. Dễ hiểu thì là như thế này, quý 2 vẫn không tung ra bất cứ bản hit nào, nhưng vẫn hoạt động nhỉnh hơn 3 tháng sau, thời điểm được hưởng sái ở nửa cuối với sự xuất hiện của hai quả bom mang tên Sex Education cũng như là Squid Game. Đặt lên bàn cân, đúng là Netflix có dấu hiệu đánh mất chính mình, trong khi các đối thủ khác nỗ lực vươn lên giành giật người dùng, hoặc ít nhất là giữ vững kỳ vọng về thị phần. Bên cạnh các nhìn nhận ở trên, xem xét về khía cạnh chu kỳ cũng có thể nói lên nhiều khúc mắc về vấn đề kinh doanh của nền tảng. Giai đoạn Covid-19 u ám đã vô tình tạo ra nguồn cầu khổng lồ cho Netflix,
thì các khán giả điện ảnh cần tiêu xài năng lượng mà họ đáng lẽ ra phải dành cho các bom tấn tại rạp chiếu. 2020 từ đây trở thành bàn đạp để mở ra thời kỳ ăn nên làm ra nhất lịch sử của nền tảng, thu hút thêm tổng cộng 41,4 triệu hộ gia đình bỏ tiền hàng tháng. Tưởng chừng như hành vi của người xem đã thay đổi, kể cả khi mọi thứ được kiểm soát, thì không. Quý 1 năm 2021 của Netflix chỉ còn thuyết phục được thêm 4 triệu người đăng ký, đúng với tình cảnh diễn ra 12 tháng sau đó. Lắp ghép các sự kiện đã chứng minh được rằng đồ thị với mức độ tăng trưởng thương mại của khổng lồ giải trí tính trong 2 năm trở lại đây luôn lao dốc từ quý 2 năm trước tới quý 1 năm sau với điểm thấp nhất và chính giai đoạn 3 tháng đầu của năm dương lịch. Về cơ bản là dù có bị đại dịch hoành hành hay không thì quý 1 với các dịp năm mới, văn hóa rewind sẽ luôn thiếu vắng hệ thống bom tấn tại rạp chiếu, đồng nghĩa với một cơ hội bằng vàng để mở rộng thị phần. Và khi bị Disney Plus non trẻ, tăng trưởng hơn gấp đôi về lượng người đăng ký mà gần như chắc chắn sẽ lặp lại trong năm thứ 2 liên tiếp thì bạn hiểu Netflix đang thực sự rối ren chứ không chỉ đơn giản là sẩy chân đơn thuần. Sẽ có rất nhiều lý do để công chúng bám víu. Dịch vụ mang tính khắt khe hơn như đã đề cập ở trên là một nguyên nhân phần nhiều. Tuy nhiên, khi nói tới vũ khí mạnh nhất của cuộc chiến phát trực tuyến, đó sẽ chính là nội dung, original content mà Netflix luôn tự hào. Trước tiên, mình sẽ nói về phần dịch vụ trước, thì khá là mâu thuẫn là nếu Netflix vì thay đổi chính sách mà giảm số thuê bao thê thảm, thì HBO Max, Disney Plus hay là Amazon Prime thực tế lại không phải là những cá nhân hưởng lợi. Việc người dùng rời bỏ nền tảng ở đây gợi ý cho một mức trần về tài chính mà họ sẵn sàng bỏ ra nhằm phục vụ hoạt động xem phim trực tuyến. Từ cấm vận chia sẻ cho tới bổ sung quảng cáo, các sáng kiến nhằm vực dậy kinh doanh của Netflix đã chứng minh rằng cơn đau đầu này chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi gõ cửa các nền tảng khác. Netflix phải chấp nhận đánh đổi vì công ty đã là market leader từ quá lâu với mức tăng trưởng thậm chí có thể được các đối thủ khác hằng mong ước, đơn giản là không thể làm hài lòng giới shopper ở đây. HBO Max đã và đang sử dụng các phương thức đăng ký dựa trên quảng cáo thay thế, còn Disney Plus thì chẳng cần phải bàn, chúng ta đều biết quá rõ về bản chất thương mại của nhà chuột rồi. Nói về phần chính, nội dung gốc thuộc nền tảng, khía cạnh mà nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến sự ảnh hưởng của một kẻ bất tử, phim lậu. Giống với giá cả, mình luôn nhìn nhận yếu tố này chỉ mang tính khu vực và lấy ví dụ ở chính Việt Nam, Netflix sẽ không cố gắng thay đổi điều gì đó quá khẩn trương, lượng khán giả không quá lớn, họ xem phim, thu nạp kiến thức cần có thể lên mạng bàn luận. Đặc biệt, ở các quốc gia yêu thích trao đổi, từng dòng comment, từng cái thả like tích góp lại rồi cũng sẽ chẳng khác nào bệ phóng để khuếch trương hình ảnh thương hiệu một cách miễn phí mà lại còn rất hiệu quả. Đồng thời, chất lượng ở web lậu thì cũng chỉ dừng tới 720 là hết nấc, còn trang nào cốt giỏi thì lại lôi văn mẫu kinh phí để tăng băng thông. Và mình nghĩ rằng trả tiền để xem phim lậu là một món đầu tư mà người bình thường chẳng ai dám chơi. Hiếm ai lại muốn trải nghiệm phim thiếu sắc nét, nên sau cùng hầu như là đều chỉ xem chùa một tập rồi lại đóng tiền để dùng Netflix đấy thôi. Bổ sung cho luận điểm về khu vực, so sánh về mặt tiếp thị sẽ là một cách giải thích bao quát hơn cả. Không khó để thấy, Netflix làm quảng bá ở những khu vực nhỏ thì cũng chỉ dừng lại ở những tấm billboard hay là xe buýt quảng cáo là đã căng thẳng lắm rồi. Còn ngược lại, bạn có thể tìm kiếm muôn hình muôn vẻ marketing du kích mà Ang Phim đã áp dụng ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ để thấy rõ mức độ đầu tư của họ dành cho các thị trường mục tiêu sẽ là như thế nào. Trở lại với chủ đề chính, khi nghĩ về hệ thống phim của Netflix, kể cả cùng những dịch vụ phát trực tuyến song song, điều đầu tiên xuất hiện chắc chắn sẽ là số lượng IP đã tồn tại trong kho tàng của nền tảng. HBO Max sở hữu khối lượng tài sản điện ảnh từ Warner Bros, Cartoon Network, HBO, đài CW, Amazon thì có The Lord of the Rings, God of War hay là The Boys. Disney Plus thì miễn chê với hai nhượng quyền mang tính vĩ đại tuyệt đối, Star Wars cùng với Marvel Cinematic Universe, đó là còn chưa kể tới hệ thống sáng tạo từ thuở sơ khai của Walt Disney. Vậy Netflix thì có gì? Hai chữ thôi, trống trơn. Lịch sử của họ là một trang giấy trắng đúng nghĩa và họ đang viết nên lịch sử của chính mình với những kiệt tác như Stranger Things hay The Queen's Gambit. Xuất thân không tốt thì phải nỗ lực nhiều hơn và Netflix chắc chắn sẽ phải tiêu tốn tương đối chất xám, luôn tỏ ra cầu toàn so với việc chỉ cần remake, live action hệ thống IP đã sẵn có lượng người hâm mộ đông đảo hoặc là chạy theo hình thức tiếp cận mới, reunion, hội ngộ dàn cast trong một thương hiệu kinh điển. Chính vì thứ áp lực và nhào nặn ra franchise này, cộng với một nỗi lo ngại về việc những nội dung ăn khách kiểu như là Friends sẽ rời đi để bổ sung sức mạnh cho đối thủ, tương tự trường hợp của How I Met Your Mother hay là Daredevil nhiều tháng trở lại đây, Netflix dường như đã ám ảnh với bài toán cho chất lượng nội dung. Họ đầu tư rất nhiều tiền vào nội dung gốc, điều khiến khán giả chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng được trình bày. Nhưng nếu chỉ cần chưa ưng ý ở một điểm nào đó, có thể là tiềm năng phát triển hay là rating không ổn định, Netflix cũng sẽ sẵn sàng hủy bỏ một dự án một cách nhanh chóng. Thậm chí, ngay cả khi công chiếu chưa được 28 ngày, Quantity over Longevity từ đó sinh ra như một cụm từ mà các cây viết dành để mô tả về xu hướng sản xuất điện ảnh khá là trong vánh này của khổng lồ trực tuyến. Cowboy Bebop hay là Jupiter's Legacy là những vụ mất tích chấn động năm ngoái. Và nạn nhân mới đây nhất đã gọi tên Bright, tác phẩm được ra lò vào năm 2017
chứng kiến lượng truy cập thuộc dạng khủng nhưng tiếp tục bị khai tử với không một lời giải thích rõ ràng nào được đề cập. Sự tàn bạo có mục đích là để hướng tới một thư viện toàn phim thuộc dạng đỉnh cao, nhưng hài hước là Netflix cũng nổi tiếng như một nơi trú ẩn an toàn dành cho các bộ phim, series bị flop từ các studio khác nương tựa. Sự mâu thuẫn trong công tác kiểm soát chất lượng đã vô tình đẩy khán giả vào tình cảnh hài hước phổ biến, cầm điện thoại lướt giao diện của Netflix qua lại cả tiếng đồng hồ mà vẫn phân vân chẳng biết chọn phim gì để xem. Từ rất nhiều hệ lụy, nguy cơ cùng cả tấn bi kịch ở trên, cuộc chiến trực tuyến hay là kỳ quan điện ảnh thời đại số mà khán giả may mắn có cơ hội được làm bảo chứng, liệu có sẽ hướng tiêu cực cho Netflix? Câu trả lời theo mình sẽ là không, ít nhất là đến hết năm 2022, khi mà ở quý 1 họ vẫn đang đứng đỉnh, dù bị Amazon Prime bám sát từng tí một. Kể từ giữa quý 2, Disney Plus mới chính thức bước vào chặng đua trong năm, nhưng đây cũng sẽ là thời điểm mà loạt IP khủng của Netflix tái xuất. Và khi nội dung cạnh tranh gay gắt, vị thế sẽ được giữ nguyên nếu không chứng kiến sự thay đổi trong dịch vụ. Dựa trên những con số, Disney Plus cùng với Amazon Prime là hai đối thủ đang nhăm nhe đe dọa ngôi vương của Netflix. Với một bên thì tăng trưởng thần tốc từ ngày debut, và bên còn lại thì đã phả hơi nóng đến sau gáy, chỉ có so bì nhau vài chục triệu tài khoản đăng ký. Ở khía cạnh chuyên môn hơn, theo cá nhân mình, HBO Max cùng với Apple TV Plus tạm thời đã thể hiện tiềm năng để có thể vượt mặt Netflix ở mảng original content. À, và cũng cần phải tự ngầm hiểu với nhau là đối với định dạng hoạt hình, Disney Plus đã quá là thống trị và chúng ta sẽ không cần phải nhắc tới nữa. Nền tảng phát trực tuyến của siêu anh hùng DCAU sẽ sớm hợp nhất với Discovery Plus, tạo nên một cú hích viễn thông, qua đó làm nổi bật lợi thế về số IP, đảm bảo vừa lâu đời, vừa ăn khách, và khả năng nhào nặn nội dung gốc cũng sẽ không thua kém Netflix một chút nào nếu nhìn vào màn thể hiện mãn nhãn của Euphoria cùng thứ nghệ thuật hắc ám mang tên là Vay Mượn. Apple TV Plus thì tuy tỏ ra trầm tính, hướng nội đến mức chỉ tung ra 10 cái tên bổ sung vào thư viện phim một tháng, nhưng cái thú vị ở nền tảng này đến từ tôn chỉ, đầu tư là phải chất. Nếu không đổ cả núi tiền để mua lại quyền phát sóng, họ sẽ làm những dự án đượm tính nghệ thuật từ các cuốn tiểu thuyết kinh điển, chẳng hạn như The White Darkness do Tom Hiddleston đóng chính mới đây. Từ chối lối mòn nhượng quyền thương mại, chạy theo giá trị chân quý của điện ảnh, và có lẽ chẳng còn cách nào tốt hơn để lấy lòng các nhà phê bình tại Oscar hay đặc biệt là Emmy, trận đánh hoành tráng dịp lễ trao giải giữa các nền tảng trực tuyến. Kết lại, sự kiện gây sốc của Netflix trên thực tế hoàn toàn là một xu hướng lao dốc đã được thể hiện trong vài năm trở lại đây. Chỉ là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến mức giảm vượt quá mốc tăng trưởng. Video này đã bỏ qua các yếu tố, ví dụ như giá cả, độ phủ khu vực, phần trăm về độ trung thành, cách thức phát sóng hàng tuần hay là A/B testing giữa ứng dụng và web, nên có thể chưa cho ra một cái nhìn toàn cảnh nhất. Nhưng sau cùng, thay đổi về nội dung và dịch vụ vẫn sẽ là những cuộc cách mạng mang tính bắt buộc. Giữa ngành công nghiệp từ thế độc tôn chuyển sang cuộc đua song mã và dần dần đã bùng nổ trạng thái cạnh tranh công bằng, khán giả có lẽ sẽ thật biết ơn vì được hít thở bầu không khí mà không biết bao giờ mới có lại lần thứ hai này. Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe channel bọn mình nhé. Và mình là Miên. See you real soon.